Chanh xe. Ui. Kiểu này con da đen thì mặc mẫu này được không nhỉ? Con đi nhà chị đen đen lắm. Đây này, giày đây này, cương này. Chị Khương ơi, giày này giống giày thủy tinh kìa. Cây bỏ. Này phải đi dạ hội mới đẹp. Màu đỏ đấy. Sao mình không sang đây sớm nhỉ? Sao chị không biết nhỉ? Sao khi chị mua ở đây hả? Chị nhìn xong cái này. Chị mua rồi. Cái con gấu phải mặc size trong cùng. Gấu mặc size trong cùng. Này, Ruby mặc thì đen quá. Con hi. Hàng dãy giữa này là hàng xèo em. Đây này. Con này gấu nhưng mà gấu mặc bé nhỉ. Cứ bỏ đi. Đây nè. Này về ghép sơ mi này Khương nè.